Ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Dị An, Bình Dương đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ sở y tế liên quan vụ tử vong vì 5 cơ sở y tế không cấp cứu. Tại buổi làm việc, đại diện các cơ sở y tế đã nhận ra thiếu sót, khuyết điểm trong việc để ông Ngô Dương, 57 tuổi, quê huyện Châu Thành, Trà Vinh, ở trọ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An, được đưa tới 5 cơ sở y tế nhưng không được tiếp nhận điều trị, sau đó đã tử vong. Hiện trách nhiệm của các cơ sở y tế liên quan vụ việc đang được cơ quan thanh tra và công an làm rõ. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thành phố Dị An cho biết sẽ có kế hoạch để rà soát tất cả các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn để chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận bệnh nhân, cũng như cố gắng mở rộng năng lực tiếp nhận điều trị của cơ sở y tế. Trong ngày, chính quyền địa phương đã tới phòng trọ của gia đình ông Ngô Dương thăm hỏi. Trước mắt đã hỗ trợ 5 triệu đồng và sẽ làm thủ tục hỗ trợ thêm gia đình 20 triệu đồng để góp phần vượt qua khó khăn. Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở y tế đóng cửa, không tiếp nhận bệnh nhân nhưng cũng mong muốn người dân và báo chí chia sẻ với những khó khăn của ngành y tế lúc này. Bác sĩ Chương nói, đã hơn một tháng các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch đều bị quá tải. Nhiều nhân viên y tế cũng đã bị nhiễm COVID-19 nên họ rất cần có sự động viên, chia sẻ để vững tư tưởng tiếp tục chiến đấu để lùi dịch bệnh.